Hello, xin chào tất cả các bạn. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với chị hay là chưa? Nhưng mà hiện tại chị đã đang có mặt ở đây rồi. Nếu như các em đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá. Xin chào các em, không biết là đã có bạn nào lên xem chưa? Các bạn đã có mặt ở đây chưa nhỉ? Ok, chị đã thấy có khoảng hơn 100 bạn đang có mặt ở đây cùng với chị rồi. Nếu như mà các em đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nha. Nhiều bạn đã có mặt ở đây cùng với chị rồi. Cho chị được gửi lời chào tới tất cả các bạn nhé. Rồi chúng mình sẽ cùng quay trở lại với ngày hôm nay, được không nào? Hello, xin chào, hơn 300 bạn rồi, nhanh quá. Khá là lâu rồi thì chị mới phát trực tiếp trên fanpage. Dạo này bận quá, thế nên là không có thời gian phát trực tiếp trên fanpage được. Chủ yếu là chỉ có đăng những cái bài về tài liệu chuyên môn các thứ cho các bạn tham khảo thôi. Nên là ngày hôm nay quay trở lại cùng với chúng mình, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn những thứ mà chúng mình có thể dùng ngay và luôn, được không ạ? Chứ không phải là những cái thứ ở nói chung là phần liên hệ mở rộng nữa, mà đây là những cái phần trực tiếp chúng ta có thể dùng ngay và luôn. Đồng ý không? Nhá, đồng ý. Xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hơn 400 bạn đúng không? Rồi. Đợi các bạn ấy thêm một chút nữa nha. Chắc là chúng mình sẽ đợi khoảng tầm 1 đến 2 phút nữa rồi bắt đầu luôn buổi phát trực tiếp ngày hôm nay với chị nhá. Ok không? Đợi xíu nha. Em ơi nào, có mặt ở đây chưa nhở? Rồi, đồng ý. 450 bạn rồi, 50 bạn nữa chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Rồi, ok, ok, đồng ý. Rất là nhiều bạn gửi lời chào tới chị rồi. Chị chào các em nhá, chị chào các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chị rất là nhiệt tình và đến bây giờ. Đấy, có bạn còn bảo là đang rán cá đây này. Có ai đang nấu cơm nữa không? Có ai đang nấu cơm hay là có ai đang đi thể dục nữa không? Chị sợ lại có nhiều bạn lại đang đi thể dục với chứ, đúng không? Nói chung là các em xem live trong trường hợp nhiều vấn đề là trong nhiều trường hợp lắm, chị không kiểm soát được. À, em vào rồi có xứng đáng 8 điểm. Chị nghĩ là em không xứng đáng 8 điểm đâu, mà em phải xứng đáng là 8,5 điểm mới đúng, chứ không phải là 8 điểm nhá. Nguyệt nhá, Minh Nguyệt nhá. Rồi, 500 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu, 6 bạn nữa thôi ạ. Bây giờ đã là 495 bạn rồi. 500 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Hay đây nhỉ, lại đang ăn cơm à. Nào thì bạn đang rán cá, nào thì bạn đang ăn cơm. Ok các bạn ơi, bây giờ quay trở lại cùng với chị ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay nhé. Như đã nói cùng với các bạn thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu lại, ghi nhớ lại về thông tin tác giả. Và ngày hôm nay trong cái quá trình hướng dẫn các bạn ghi nhớ về thông tin tác giả thì chúng mình sẽ chỉ cùng với nhau ghi nhớ thông tin chính về sự nghiệp sáng tác của tác giả này thôi. Đồng thời với đó thì chúng mình cũng sẽ cùng với nhau lưu ý thêm về thông tin văn bản, xem là văn bản này ra đời trong hoàn cảnh nào, đồng ý không ạ? Hãy nhớ này, đây là tất cả những cái gì cực kỳ cần thiết cho kỳ thi sắp tới của chúng mình. Mà mùng 7 tháng 7 chúng mình đã bắt đầu thi văn rồi. Đây là môn học đầu tiên, đây là môn thi đầu tiên. Chị chúc cho các bạn sẽ đạt số điểm thật là cao để vạn sự khởi đầu nan. Cái khởi đầu của chúng mình sẽ gì ạ? À, chúng mình sẽ có thể cùng với nhau gì nhỉ? À, đạt được một cái số điểm thật là tốt để bắt đầu những cái môn thi tiếp theo cũng tốt như vậy. Ok chưa? Đồng ý không? Nhá.
Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với cái văn bản đầu tiên. Nhưng mà trước tiên ấy, chị cũng nói luôn với các em, ngày hôm nay tại vì sao mà không phải màn hình bị cắt mất đâu. Như Quỳnh ơi, bây giờ em out ra em vào lại là sẽ thấy màn hình đầy đủ nhá. Thường nó sẽ bị như vậy đấy, chứ không phải màn hình bị cắt mất đâu nhá. À, chị nói với các bạn này, đó là ngày mai, là ngày 12 tháng 6 sẽ là ngày chính thức khóa học cuối cùng của học văn chị Hiên, cũng là khóa học đặc biệt nhất, khóa học tổng ôn lại toàn bộ kiến thức luôn, sẽ chính thức khai giảng. Thế nên nếu như bạn nào mà chưa đăng ký được khóa học này ấy, thì phải nhanh chóng. Ngày hôm nay và ngày mai là cơ hội cuối cùng để các bạn đăng ký rồi nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại nhắc nhẹ các em là như thế. Còn ngày hôm nay chị cũng thấy là đúng là ngày gần cuối cùng có khác. Rất là nhiều bạn đã đăng ký khóa học này rồi. Rất nhiều đối thủ của chúng ta đã lựa chọn cái khóa học này rồi. Thế nên là nhất định mình cũng phải tham gia để mình vượt qua được các đối thủ của mình, đúng không? Rồi, nhắc nhẹ thế thôi. Bây giờ quay trở lại nhá. Trước tiên này, chúng ta sẽ cùng nhắc lại về văn bản bài thơ Tây Tiến trước. Các bạn đều nhớ rằng là tác giả của bài thơ Tây Tiến ấy là một trong số những nhà thơ, đây ạ, nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa nào? Chị sẽ nhắc nhớ tới những cái từ khóa và từ đó giúp cho các bạn định hình lại và nhớ lại về những cái thông tin quan trọng nhất liên quan tới tác giả này nhé. Ok chưa ạ? Cái số 1, chúng ta thấy rằng Quang Dũng là một nhà thơ đa tài, được không ạ? Viết thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, cái gì cũng làm giỏi hết luôn ý nhá. Thế nên khẳng định rằng Quang Dũng là một nhà thơ đa tài. Đây là ý số 1, nói về con người. Ok chưa ạ? Ý số 2, chúng mình sẽ chú ý đến đó chính là gì nhở? Đó chính là về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ này. Liên quan tới sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Quang Dũng, chúng mình sẽ lưu ý những cái dữ liệu sau giúp chị nhá. Ý số 1, đây là một nhà thơ thường xuyên viết về đề tài người lính và quê hương xứ đoài mây trắng của ông. Được không ạ? Và quê hương xứ đoài mây trắng của ông. Ok chưa nào? Đây là ý số 1. Ý số 2, chúng ta sẽ thấy là phong cách nghệ thuật, hay nói cách khác là giọng thơ của nhà thơ Quang Dũng sẽ được gói gọn lại ở trong 4 từ cơ bản. Đúng không ạ? Đó là gì nhỉ? Sẽ được gói gọn lại trong 4 từ cơ bản. Đó chính là hào gì nhỉ? Đó là phóng hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa các bạn nhé. Được không ạ? Hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Ok chưa? Và chúng ta thấy rằng Quang Dũng là một trong số những nhà thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Ok chưa ạ? Đặc biệt là ở trong thời kỳ đầu này. Được không nào? Đặc biệt là ở trong thời kỳ đầu. Ok không? Các bạn ơi, lưu ý giúp cho chị nhá. Lưu ý giúp cho chị nhá. Đây là những cái phần thông tin mà chị muốn các bạn sẽ nhớ một chút về nhà thơ Quang Dũng. Đương nhiên là vẫn có rất là nhiều những cái thông tin khác nữa mà các em cũng cần và nên lưu ý về tác giả này. Thế nhưng mà chị nghĩ là như vậy là đủ rồi. Ở ngày hôm nay chúng mình học những cái gì cần thiết nhất thôi. Được không ạ? Rồi, nói về thông tin văn bản, chúng ta thấy bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng ấy thì sẽ nhớ hai mốc thời gian. Thứ nhất, 1947. Thứ hai, 1948. Nhá, lưu ý giúp chị. Được không nào? 1947 và 1948. Ok chưa nào? Chúng ta thấy rằng là bài thơ này ra đời gì nhở? Bài thơ này ra đời vào năm 1948. Đúng không? Bài thơ này ra đời vào năm 1948. Và cũng thấy rằng là gì ạ? Nếu như mà để dẫn tới cái năm 1948 này thì chúng ta sẽ phải nhớ về năm 1947. Đó là thời điểm mà binh đoàn Tây Tiến được thành lập vào mùa xuân năm 1947. Và sau đó thì Quang Dũng đã gia nhập vào binh đoàn. Trong thời gian hoạt động ở trong binh đoàn này thì Quang Dũng đã từng giữ chức vụ đại đội trưởng. Thế nhưng sau đó, đầu năm 1948 thì Quang Dũng bị điều chuyển sang đơn vị khác. Và cũng trong năm này, khi tham gia một đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Chanh thì nhà thơ đã viết bài thơ Tây Tiến. Bài thơ này được in trong tập thơ Mây Đầu Ô, ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, nhưng sau đó khi được in lại thì đã đổi tên thành Tây Tiến nhá. Lưu ý giúp cho chị. Ok chưa? À, đấy là về Tây Tiến. Thứ hai, chúng ta có một cái thi phẩm nữa, đó là bài thơ Sóng.
được chưa nào? Đó là bài thơ sóng. Chúng ta có tác giả ở đây là Xuân Quỳnh. Ngày hôm nay chị sẽ chỉ ôn một số những cái tác phẩm đánh giá là trọng tâm hơn một chút xíu thôi nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? Các em ơi, với cái phần hướng dẫn của chị như vậy thì các bạn đã nhớ về Quang Dũng chưa? Nào, với cái phần như vậy thì các bạn đã nhớ về Quang Dũng chưa nhở? Các bạn đã nhớ về Quang Dũng chưa? Nào các bạn ơi, các bạn, các em đã nhớ về Quang Dũng chưa nào? Nói cho chị biết đã nào. Để chốt lại nào nhá. Chúng mình có thể diễn đạt lại về thông tin tác giả bằng một cái đoạn văn. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái đoạn văn đó để có thể mở bài, hoặc là viết ở trong phần thân bài đều rất là ok luôn nhá. Đều rất ok nhá. Ok không? Được không? Được không? Rồi, bây giờ chúng mình quay trở lại với Xuân Quỳnh. Cũng sẽ dùng một ý thôi để nói về con người của người nghệ sĩ này. Thì chúng ta thấy rằng Xuân Quỳnh là người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Phải không ạ? Để yêu và làm thơ. Có lẽ chính vì thế mà Xuân Quỳnh mới viết là: nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về với bình yên, ngày nối nhau trên góc phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Phải không ạ? Nói về sự nghiệp sáng tác của tác giả này thì chúng mình sẽ thấy rằng nhà thơ Xuân Quỳnh là một trong số những nhà thơ thường hướng đề tài của mình viết thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Được không ạ? Thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Cái tiếp theo chúng ta sẽ có này. Bên cạnh đề tài thì chúng ta cũng thấy được Xuân Quỳnh mang trong mình một giọng thơ. Giọng thơ của Xuân Quỳnh như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? À, đó là một cái giọng thơ rất là nhẹ nhàng, rất là gần gũi, rất là đằm thắm. Đúng không? Rất là đằm thắm, đôn hậu. Phải không ạ? À, khao khát yêu thương. Một giọng thơ luôn thể hiện những khao khát yêu thương. Và bên cạnh đó, chúng ta còn nhìn thấy sự âu lo, trăn trở thường trực trong những vần thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Và có lẽ cũng chính vì điều này mà đã biến Xuân Quỳnh trở thành người đàn bà của muôn thuở là như thế. Được không ạ? Có lẽ cũng chính vì điều này mà đã biến Xuân Quỳnh trở thành người đàn bà của muôn thuở với những cái âu lo trăn trở hết sức đời thường. Ok chưa nào? Nói về phong cách nghệ thuật của Xuân Quỳnh. Phong cách nghệ thuật của Xuân Quỳnh. Chúng ta nhìn thấy ở trong đó là một cái tâm hồn thơ vừa truyền thống vừa hiện đại. Chúng ta nhìn thấy sự phá cách của Xuân Quỳnh khi mà nhà thơ này cũng đã từng tâm niệm rằng: tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên, con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió. Tôi yêu dòng sông mùa nước lũ, sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa. Được không ạ? Thì ở đây phong cách nghệ thuật của Xuân Quỳnh nhá, đôi khi bất tuân theo những quy luật của nghề thơ. Bất tuân theo những quy luật của nghề thơ. Điều quan trọng nhất đối với Xuân Quỳnh là được diễn tả trọn vẹn những cảm xúc ở trong trái tim của mình. Đó là điều mà Xuân Quỳnh mong muốn nhiều nhất. Có thể thấy cảm hứng thơ của người nghệ sĩ này thường được gợi ra từ những điều rất nhỏ bé, rất giản dị trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng từ những điều nhỏ bé và giản dị như thế lại trở thành cái nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận để Xuân Quỳnh viết. Và những vần thơ của Xuân Quỳnh dễ dàng chạm đến trái tim của bạn đọc. Được không ạ? Các bạn ơi, lưu ý giúp cho chị về phần này nha. Ok chưa? Thêm vào đấy như sau. Chúng ta sẽ chú ý ở đây ạ. Nói về thông tin văn bản thì chúng mình sẽ nhớ mốc thời gian 1967 và mốc thời gian 1967 nhá. Và mốc thời gian 1968. Ok chưa ạ? Chúng ta thấy rằng bài thơ này thì được sáng tác vào một ngày cuối năm, năm 1967, trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Và ở trong thời gian đó, đó là cái thời điểm mà Xuân Quỳnh bước vào độ tuổi 25, đã trải qua những cái rung động, những cái cảm xúc đầu tiên trong tình yêu của mình.
Và chúng ta cũng đồng thời thấy rằng là bài thơ này thì được ra đời và in trong tập thơ Hoa Dọc Chiến Hào, xuất bản năm 1968, được coi là đóa hoa thơm hái dọc chiến hào. Hay nói cách khác, bên cạnh là một bản tình ca, bên cạnh là một khúc ca tình yêu tuổi trẻ, thì bài thơ này còn góp phần thể hiện sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà người ta gọi nhà tiến sĩ Chu Văn Sơn đã từng tâm niệm, đã từng nói rằng, đã từng viết rằng Xuân Quỳnh là người đàn bà bước dưới đạn bom mà làm thơ về sự sống là như thế nhá. Bước dưới đạn bom mà làm thơ về sự sống. Ok chưa? Rồi, đấy là đối với sóng Xuân Quỳnh. Chúng mình chuyển sang văn xuôi, chuyện ngắn đầu tiên, Vợ Chồng A Phủ. Ok không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với Vợ Chồng A Phủ, và trước tiên là nhà văn Tô Hoài. À các bạn ơi, không biết là các em còn nhớ thông tin gì về nhà văn Tô Hoài không nhỉ? Không biết là các bạn có còn nhớ thông tin gì về nhà văn Tô Hoài không nhỉ? Có nhớ thông tin gì không? Hả? Các bạn có nhớ thông tin gì không? Có nhớ thông tin gì về nhà văn Tô Hoài không? Về con người này, về sự nghiệp sáng tác này, thì không biết là các bạn có còn nhớ gì không? Hãy nhớ nhá, đây là những cái thứ mà chúng mình có thể dùng ngay và luôn. Và chắc chắn đây là cái phần kiến thức mà kiểu gì thì kiểu các bạn cũng phải ghi nhớ giúp cho chị. Hãy lưu ý điều này, kiểu gì thì kiểu cũng phải ghi nhớ nha, ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ quay trở lại đây ạ, các bạn có nhớ gì về nhà văn Tô Hoài không? Hơn 500 bạn đang xem phần phát trực tiếp ngày hôm nay, hãy cho chị biết xem nào. Nào mấy đứa, cho chị biết đi xem nào. Có còn nhớ thông tin gì không? Hay là cứ ỉ lại bây giờ, đến bây giờ vẫn chưa học gì, bây giờ vẫn chưa ôn gì đây? Hả? Hay là bây giờ vẫn chưa học gì, vẫn chưa ôn gì? Nhanh chóng, nhanh chóng. Nhanh chóng đi xem nào. Nào nhanh chóng đi. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Không nhớ gì thế này thì có dở không cơ chứ gì. Mà thi thì sắp thi đến nơi rồi, nhưng học sinh của tôi vẫn chưa nhớ nhung điều gì cả, chưa để lại ấn tượng, chưa nhớ nhung điều gì hết. Nào các em ơi, có nhớ gì về nhà văn Tô Hoài không? Trời ơi, muốn xỉu luôn ấy. Nhà văn của ký ức tuổi thơ đây, mà dường như bây giờ chưa thấy ai đề cập đến một ý nào luôn. Hay là vì chị không được đọc comment, không đọc được comment à? Hà, mấy đứa kia cứ làm cho chị phải thét lên như vậy à? Nào các em, trời ơi, ngang ngược chưa? Sắp thi đến nơi rồi mà có học hành gì đâu, không nhớ cái gì cả luôn ấy. Trời ơi. Nào các bạn ơi, bây giờ chị sẽ nhắc cùng với các bạn, và các em cũng sẽ lục lại trong trí nhớ của mình xem các em có nhớ gì về nhà văn Tô Hoài không nhá. Các em nhá, đây là một trong số những tác phẩm rất quan trọng luôn đấy, chứ không phải là không quan trọng đâu, mà các bạn cứ thờ ơ kiểu như vậy. Học hành như kiểu các bạn bây giờ là chỉ có rớt thôi chứ không có đậu được đâu. Các em à, nhá, các em mà cứ học hành kiểu này là thôi rồi luôn đấy. Tương tác đỗ đại học kìa, đứa nào không tương tác thì là không đỗ à? Khổ thân, fanpage trêu đấy, các anh chị admin trêu đấy nhá. Yên tâm, cứ chăm học là đỗ bình thường, cứ chăm học là kiểu gì đạt được nguyện vọng thôi. Yên tâm là như vậy. Nhưng mà bây giờ quay trở lại với nhà văn Tô Hoài đi. Trước tiên nhá, nói về con người của nhà văn này, thì rõ ràng các bạn thấy rằng đây là một trong số những nhà văn mà có hiểu biết rất là sâu rộng. Sâu rộng, đúng không? Về văn hóa các vùng miền khác nhau, đúng không ạ? Và thường nhá, rất là khéo léo đưa những cái hiểu biết đó của mình vào trong từng tác phẩm, đúng chưa ạ? Ok chưa nào? Thế bây giờ chúng mình cùng với nhau nói về sự nghiệp sáng tác. Sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài đi xem nào. Nhá, sự nghiệp sáng tác của nhà văn Tô Hoài thì chúng ta thấy rằng ý số 1, đề tài mà Tô Hoài thường viết ấy, thứ nhất nhá, phải khẳng định một điều, đây là một trong số những cái tác giả mà đã để lại cái khối lượng tác phẩm cực kỳ đồ sộ. Phải không? Để lại khối lượng tác phẩm đồ sộ cho nền văn học Việt Nam hiện đại, với cái khoảng thời gian sáng tác cực kỳ miệt mài, không mệt mỏi luôn, đúng không ạ? Đây là một nhà văn cực kỳ cần cù và chăm chỉ luôn ấy, đúng không nào? Và chúng ta cũng thấy là bản thân nhà văn này viết ở rất là nhiều các cái thể loại khác nhau, đúng chưa?
Thế nhưng mà nói về đề tài mà bản thân Tô Hoài thường viết ấy, thường lựa chọn ấy, thì chúng ta thấy tác giả này thường nhá, một là sẽ viết những cái câu chuyện cho thiếu nhi, hoặc là sẽ viết về đề tài người lao động, thứ nhất là ở ngoại thành Hà Nội và thứ hai là ở vùng núi cao Tây Bắc. Ok chưa ạ? Chủ yếu nhá. Ok chưa nào? Các bạn lưu ý giúp cho chị là như vậy, chủ yếu là như vậy. Ok không nào? Đồng ý không ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Thêm vào đấy chúng ta cũng thấy nói về cái phong cách nghệ thuật của tác giả này thì bản thân nhà văn Tô Hoài đấy, trời ơi đợi chị xíu nhá, chị ấn nhầm. Nói về phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ này thì chúng ta thấy rằng Tô Hoài là một trong số những nhà văn có lối kể chuyện, lối kể chuyện duyên dáng. Đúng không ạ? Thường nhá, một cái lối kể chuyện rất là có riêng và rất là có duyên. Và chúng ta cũng đồng thời thấy rằng đây là một trong số những nhà văn có biệt tài miêu tả ngoại cảnh và hay sử dụng những cái liên quan tới từ ngữ mang cái tính chất khẩu ngữ ấy, tức là từ ngữ vùng miền một cách rất là thuần thục. Và chính vì thế mà đọc Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài ấy, đôi khi mình nghĩ rằng là có lẽ đây phải là một nhà văn mà phải ở một cái vùng dân tộc nào đó trên miền núi cao Tây Bắc thì mới sử dụng được từ ngữ hay ho như thế, đúng không? Không ngờ rằng lại là một nhà văn đến từ Hà Nội, giống như là Tô Hoài. Đó chính là tài năng của Tô Hoài, được không ạ? Đó chính là tài năng của Tô Hoài. Ok chưa nào? Nói chung còn rất là nhiều những cái thông tin khác nữa, nhưng tạm thời chỉ nắm bắt đến đây thôi. Các em có nhớ là Vợ chồng A Phủ được viết vào năm bao nhiêu không? Mấy đứa? Các em có nhớ là Vợ chồng A Phủ được viết vào năm bao nhiêu không? Nào bây giờ chị đang hỏi là năm thôi đấy. Mà các bạn không trả lời được nữa thì thôi nhá, dừng lại phần phát trực tiếp này. Chứ nói thật là phát trực tiếp mà hỏi câu hỏi chẳng trả lời gì cả. Thế thì phát làm gì? Thế thì trao đổi làm gì? Đã bảo là ở đây là trao đổi cơ mà, có phải là một mình chị nói đâu, đúng không? Học hành vớ va vớ vẩn thế này thì không hiểu là thi kiểu gì đây. Nào năm bao nhiêu? Có nhớ không? Nhanh chóng đi trả lời đi. Ai mà chưa nắm vững kiến thức ấy thì nhanh nhanh chóng chóng đăng ký khóa học 10 ngày đi. Ngày mai là khai giảng rồi đấy. Đã học đã kém rồi, lười ôn tập rồi lại còn không chịu tìm người đồng hành để ôn cùng với mình nữa thì định thi thố kiểu gì không biết. Rồi chính xác. Chúng ta có hai mốc thời gian cần phải chú ý giúp cho chị, bao gồm mốc thứ nhất đó là 1952 và mốc thứ hai đó là 1953. Ok chưa? Được không ạ? Đây là hai mốc thời gian mà các bạn cần phải chú ý giúp cho chị nhá. Chúng ta thấy rằng năm 1952 thì nhà thơ thì gì nhỉ? À thì nhà văn Tô Hoài đã có một cái chuyến đi thực tế dài 8 tháng đến vùng đất Tây Bắc này cùng với bộ đội vào để giải phóng, đúng không ạ? Miền Tây Bắc. Thì ở trong thời điểm lúc bấy giờ, trong cái khoảng thời gian đó, nhà văn này đã sống, đã sinh hoạt ở đây, hòa mình vào cuộc sống cùng với đồng bào miền núi cao Tây Bắc. Và chính vì lý do đó mà sau đó Tô Hoài cảm thấy rằng khi mà ông ấy trở về, ông ấy cảm thấy ông ấy mắc nợ cái mảnh đất Tây Bắc này nhiều lắm. Và chính vì là ông ấy mắc nợ mảnh đất Tây Bắc này nhiều như thế nên ông ấy quyết định là sẽ quay trở lại để trả tình trả nghĩa cho mảnh đất này. Và cũng chính vì vậy mà tập truyện Tây Bắc bao gồm 3 truyện ngắn Cứu đất cứu Mường, Mường Sơn và Vợ chồng A Phủ đã ra đời vào năm 1953. Và ở trong tập truyện này thì Vợ chồng A Phủ được coi giống như là linh hồn của tập truyện Tây Bắc. Ok chưa? Vậy là chúng ta không có một cái sự phân định rõ ràng giữa 552 hay là 553, mà các bạn sẽ ghi nhớ giống như cái cách mà chị vừa hướng dẫn với các bạn. Ok chưa? Nhá, ok chưa? Đồng ý không? Rồi, xong Vợ chồng A Phủ, bây giờ đến với Vợ nhặt. Đây cũng là một trong số những cái chuyện ngắn cực kỳ đáng để chú ý đây, phải không ạ? Đây là một trong số những cái chuyện ngắn cực kỳ đáng để chú ý của chúng mình ở trong năm nay. À, bao nhiêu người có niềm tin năm nay sẽ vào Vợ nhặt? Nào, mấy đứa? Bao nhiêu người có niềm tin năm nay sẽ vào Vợ nhặt? Giơ tay chị xem. Nào bây giờ cho các em thử vote đi nhá. Bây giờ cho mấy đứa thử vote đi. Các em thử xem là các em đoán xem năm nay sẽ vào tác phẩm nào để chị xem là bây giờ dân tình thế thái là đang gọi là nghiêng nhiều về tác phẩm nào xem nào. Nào các bạn bây giờ thử vote đi xem nào. Biết đâu là may mắn sẽ mỉm cười với các em thì sao? Mặc dù chị biết là ấy, bây giờ là các đối thủ đã chuẩn bị cho mình đầy đủ hết rồi, đã ôn hết rồi. Nhưng mà khi mà bạn mình hỏi là đã ôn gì chưa ấy, là kiểu gì cũng sẽ trả lời bằng câu là không, tôi chưa ôn gì cả.
chưa học gì cả, đã không biết gì cả, kiểu thế. Nhưng mà chị nói thật nhá, đừng có tin, biết chưa? Các em mà cứ tin là các em dại đấy, hiểu chưa? Nào, các em, ai nghĩ là à em có niềm tin mãnh liệt vào sông Đà? Không sợ bị đuối nước à? Chuẩn bị sẵn sàng phao bơi các kiểu chưa? À, các bạn khác thì sao? Các em nghĩ là sẽ vào tác phẩm nào? Các bạn nghĩ là sẽ vào rơi vào tác phẩm nào trong năm nay? Thử xem nào. À. Thử xem nào. Vợ Nhặt hoặc vợ chồng A Phủ. Ok, bảo Chân là vợ Nhặt hoặc vợ chồng A Phủ. Đoán thì chỉ được đoán một thôi, đoán ai lại đoán hai? Vợ Nhặt hoặc vợ chồng A Phủ à? Thế à? Rồi các bạn khác thì sao? Chị xem nào. Xem là dân tình đang nghĩ là năm nay sẽ khả năng cao vào tác phẩm gì nào. Không, chị thì chị chưa bao giờ dám đoán là vào tác phẩm nào cả. Chị nói thật là như vậy. Bởi vì phương châm của chị là kiến thức thì không đến cái mức mà mình không học được hết. Thế nên là chị vẫn sẽ ôn hết toàn bộ mọi thứ thôi. Vấn đề là như vậy. Đúng rồi đấy, cẩn thận nhá. À, khả năng là vào bà cụ Tứ luôn à? Ui, khủng khiếp nhở. Mấy đứa này còn nói luôn được vấn đề vào là gì cơ. Hồn chương bà. Nhàn ơi, em có tin là sau khi em nói xong thế là các bạn gọi là đè cho em bẹp đầu không? Bởi vì các bạn đến ăn rất là hãi hồn chương ba ra hàng thịt luôn đấy. Chị nói thật, trong khoảng 600 bạn đang phần xem phần phát trực tiếp này, chắc là cũng phải đến 400-500 bạn cực kỳ hãi hồn chương ba luôn. Thực sự là như vậy nhá. Thực sự là như vậy đấy. Thế nên em nói thế xong là nhiều bạn sẽ đánh cho em bẹp đầu đấy nhá, Nhàn nhá. Rồi, ok, đồng ý. Thế à, rất là nhiều người nói là khả năng sẽ vào bà cụ Tứ đây. Ok, đấy là lựa chọn của các bạn. Thế thì bây giờ chị nghĩ là đối với cái phần này, đối với vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, thông tin về nhà văn Kim Lân chắc chắn sẽ là thông tin mà chúng mình cần phải ghi nhớ cực kỳ là chặt chẽ ở trong đầu đấy, đúng không? Đúng rồi đấy. Cẩn thận là bạn bè của các em đã đăng ký khóa học 10 ngày hết rồi đấy nhá. Chúng nó nói dối kiểu gì các bạn vào có khi lại gặp bạn bè của mình ở trong đấy. Cứ bảo là không đăng ký nhưng kiểu gì âm thầm đăng ký. Chị biết cái kiểu đấy rồi. Nhiều đứa nó còn bảo là chị ơi em không cho bạn em biết được. Chị không thể, em không thể nào cho bạn em biết được đâu chị ạ. Kiểu thế. Trời ơi, hơi những người bạn gọi là tình thương mến thương. Rồi, bây giờ quay trở lại nhá. Tác giả Kim Lân của chúng mình, cái thứ nhất. Nói về con người của nhà văn Kim Lân ấy thì chúng mình thấy rằng đây là một trong số những nhà văn mà có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù chỉ được học hết bậc tiểu học thôi, thế nhưng mà như chị đã nói cùng với các bạn rồi, dường như cuộc đời đã trở thành một cái cánh cổng trường rộng mở để cho bản thân nhà văn Kim Lân miệt mài trong cái quá trình sáng tác của mình, kiên trì với cái đam mê của mình. Và thực sự là Kim Lân đã thành công, đúng không ạ? Thực sự là Kim Lân đã thành công. Ok chưa nào? Chúng ta có về sự nghiệp sáng tác của tác giả này nhé. À, nếu như nói về sự nghiệp sáng tác, thông tin đầu tiên chúng mình cần phải ghi nhớ đó chính là đề tài. À, đề tài Kim Lân thường lựa chọn trong những sáng tác của mình mà các bạn cần phải lưu ý giúp cho chị, đó chính là thứ nhất, đó là về nông thôn và nông dân Việt Nam. Được không ạ? Có lẽ cũng chính vì điều đó mà một người bạn rất là thân với Kim Lân đã từng phải thốt lên rằng Kim Lân là một nhà văn nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Khi mà viết về đề tài nông thôn thì trước đó ông ấy rất là thành công với những cái truyện ngắn, với những cái tác phẩm nói về gì ạ? Nói về những cái phong tục tập quán, đặc biệt là những cái thú chơi tao nhã, được không nào? Ở miền quê, chủ yếu là vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Và sau đó thì ông ấy cũng miệt mài sáng tác về những cái câu chuyện liên quan tới những người nông dân nữa. Đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Ok chưa nào? Thêm vào đó chúng ta cũng sẽ thấy cái thể loại sở trường của Kim Lân, đó chính là truyện ngắn nhá. Là truyện ngắn. Được không ạ? Thể loại sở trường của Kim Lân là truyện ngắn. Thật ra thì tác giả này cũng muốn là mình sẽ đa dạng cái hình thức viết lắm. Nhưng mà giống như là truyện ngắn Vợ Nhặt theo lời Kim Lân tâm sự ấy, ban đầu là định viết, muốn viết một cái tiểu thuyết cơ. Thế nhưng mà chả hiểu thế nào cuối cùng lại trở thành truyện ngắn. Và Kim Lân là một trong những cái cây viết truyện ngắn cực kỳ vững vàng của nền văn học Việt Nam hiện đại. Các bạn chú ý giúp chị nha. Được không nào? Rồi, ý tiếp theo, chúng ta thấy giọng văn của người nghệ sĩ này, hay nói cách khác là lối kể chuyện,
thì chúng ta thấy được ở đây đó là một cái lối kể chuyện rất là gần gũi, đúng không ạ? Rất là gần gũi, giản dị, chân chất, đúng không? Rất là giản dị, đôn hậu, đúng không ạ? Rất là nhỏ nhẹ, đúng không nào? Và đó cũng chính là những gì mà chúng ta thấy được ở trong bản thân của Kim Lân. Kim Lân cũng là một nhà văn như thế, cũng mang trong mình một những cái tính cách như thế. Ok chưa ạ? Và hãy giúp chị lưu ý một điều nhá. Đây là một trong số những cây viết truyện ngắn vững vàng của nền văn học Việt Nam hiện đại. Xong, được không ạ? Nói về tác phẩm Vợ Nhặt, về hoàn cảnh ra đời, thì các bạn sẽ phải nhớ cho chị về 2 năm sau. Thứ nhất 1945, và thứ hai 1954. Ok chưa ạ? Chúng ta thấy rằng là tác phẩm này thì chính thức được viết là vào năm 1954, sau khi hòa bình lặp lại, phải không ạ? Nhưng mà thật ra nó có tiền thân, hay nói cách khác là vào năm 1945 ấy, thì bản thân nhà văn Kim Lân đã đang viết dở một cái tiểu thuyết mang tên là Xóm Ngụ Cư. Thì cái tiểu thuyết này sau đó đã bị thất lạc bản thảo. Thế nhưng mà đối với Kim Lân thì ông ấy cực kỳ ấn tượng về cái phần ông ấy viết về nạn đói ở trong tiểu thuyết này. Thế nên vào năm 1954, khi mà hòa bình lặp lại, thì dựa vào cái phần đó, Kim Lân đã viết lại cái tác phẩm này. Ban đầu ý định là viết tiểu thuyết, nhưng mà cuối cùng không biết thế nào, cuối cùng lại trở thành truyện ngắn. Và truyện ngắn Vợ Nhặt đã được ra đời như thế. Tác phẩm này thì được in trong tập Con Chó Xấu Xí và xuất bản năm 1962 nhé. Các bạn hết sức lưu ý giúp chị. Ok chưa nào? Các bạn hết sức lưu ý giúp chị nha. Ok chưa? Rồi, nào, tác phẩm cuối cùng đề cập đến trong buổi ngày hôm nay, đó chính là Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Chị tin chắc chắn một điều luôn, trong tất cả những bạn đang xem phần phát trực tiếp ngày hôm nay, có rất là nhiều bạn sẽ đặt niềm tin vào Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Chắc chắn luôn đấy. Bởi vì các em có một cái niềm tin mãnh liệt vào việc là năm nay rất dễ sẽ ra vào sông nước. Bởi vì đề minh họa của chúng mình cũng đã ra vào sông Hương mà. Thế nên là kiểu gì các bạn cũng sẽ nghĩ rằng khả năng rất là cao sẽ vào Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân đây. Những ai đang đặt kỳ vọng vào bài này và đã ôn rất kỹ bài này rồi thì sẽ lưu ý lại giúp cho chị một số thông tin sau về Nguyễn Tuân nhá. Nói về con người của Nguyễn Tuân hay là về sự nghiệp sáng tác của tác giả này thì chị nói thật, có quá nhiều thứ để chúng mình nói, trao đổi và chia sẻ với nhau. Thế nhưng có những cái cụm từ như sau mà các bạn phải nhất định nhớ về Nguyễn Tuân, đó là tài hoa, uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc. Được không ạ? Tài hoa, uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc. Ok chưa ạ? Những cụm từ tiếp theo: cái đẹp, chủ nghĩa xê dịch. Chủ nghĩa xê dịch, được không nào? Chủ nghĩa xê dịch. Hiểu biết, rộng, được không ạ? Sử dụng những cái kiến thức liên ngành, đa ngành. Liên ngành, đa ngành. Thêm vào đấy, thể loại sở trường, tùy bút. Ok chưa? Được không ạ? Thể loại sở trường tùy bút. Và phải nói thật là nếu như mà tìm hiểu về Nguyễn Tuân ấy, thì chúng ta cũng sẽ nói tới cái sự độc đáo trong từng trang viết của người nghệ sĩ này nữa. Được không ạ? Đồng ý chưa nào? Trong nền văn học Việt Nam hiện đại thì nhà văn Nguyễn Tuân được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ tài hoa, uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc. Kể cả là trước cách mạng hay sau cách mạng thì những tác phẩm của Nguyễn Tuân vẫn chỉ trọng tâm viết về cái đẹp, đi săn tìm cái đẹp. Mặc dù trước cách mạng, lúc bấy giờ bản thân nhà văn này có cái thái độ bất mãn với thời cuộc, thế nên ông ấy đã tìm cách là trở về với những vẻ đẹp của một thời vang bóng. Ở trong cái tác phẩm Vang Bóng Một Thời cực kỳ nổi tiếng của Nguyễn Tuân đấy, với hình ảnh, ví dụ chúng ta được học trong trình ngữ văn lớp 11, một cái tác phẩm trong cái tập đó, đó là Huấn Cao với Chữ Người Tử Tù đấy, là thường viết về tìm về những cái vẻ đẹp của một thời vang bóng, về tìm viết về đời sống trụy lạc. Được không ạ? Lưu ý giúp cho chị nhá. Rồi, thế nhưng mà sau đấy thì khi mà đã nhận thức được ánh sáng của cách mạng thì Nguyễn Tuân lúc bấy giờ vẫn tiếp tục đi săn tìm cái đẹp. Và nhà văn này chủ yếu bây giờ lại viết về những cái đẹp gắn với hiện thực cuộc sống. Ok chưa ạ? Đối với ông ấy thì có một cái chủ nghĩa, đó là chủ nghĩa xê dịch,
cả cuộc đời của mình Nguyễn Tuân theo đuổi chủ nghĩa xê dịch này. Chính vì vậy mà đây cũng là một nhà văn có một cái vốn hiểu biết cực kỳ rộng về rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Và ông ấy đã sử dụng một cách rất thuần thục những cái vốn kiến thức đó để đưa vào trong cái trang viết của mình. Thể loại sở trường của Nguyễn Tuân cực kỳ phù hợp với bản ngã con người của Nguyễn Tuân, đó là tùy bút. Ok chưa ạ? Và thêm vào đấy thì chúng ta cũng thấy rằng Nguyễn Tuân là một trong số những nhà văn có cái đóng góp cho sự phát triển của từ ngữ tiếng Việt nhá. Lưu ý giúp chị, ok chưa ạ? Rồi, nói về hoàn cảnh ra đời của Người lái đò sông Đà thì không biết là các bạn có còn nhớ không? Nhưng mà chúng mình sẽ nhớ hai mốc thời gian, đó là 1958 và 1960. Ok chưa ạ? Các bạn có nhớ không ạ? Trong kháng chiến chống Pháp thì Nguyễn Tuân đã từng rất nhiều lần đến với Tây Bắc rồi. Đây là một trong số những nhà văn được coi là nhà văn của những cảm giác mạnh, là nhà văn của núi cao, của vực sâu, của những phong cảnh tuyệt mỹ. Và ở đây chúng ta thấy rằng là tác phẩm này thì được là một cái thành quả đẹp của chuyến đi thực tế vào năm 1958 của Nguyễn Tuân đến với vùng núi cao Tây Bắc, bắt gặp sông Đà, cảm nhận được cái sự hòa hợp giữa hình tượng sông Đà với bản ngã văn chương của ông trong cái cuộc săn tìm, một là chất vàng của thiên nhiên Tây Bắc và thứ hai là chất vàng mười của tâm hồn con người, cụ thể qua hình tượng người lái đò sông Đà. Thì sau đó tác phẩm này đã ra đời và được in trong tập Tùy bút sông Đà xuất bản vào năm 1960. Được không ạ? Gồm 15 bài tùy bút và một bài thơ ở dạng phác thảo đấy. Đồng ý chưa? Ok chưa? Học thế này thì buồn lắm. Bồ gì đấy? Học thế này không được 9 cộng văn thì bố mẹ buồn lắm à? Chăm lên nhá, chăm chỉ lên nhá. Chị tin là kiểu gì các bạn cũng sẽ được thôi. Ok chưa nào? Thì các em ơi, ngày hôm nay chị đã ôn cùng với các bạn về thông tin tác giả và tác phẩm của 5 cái tác phẩm trọng tâm rồi nhá. Của 5 tác phẩm trọng tâm rồi. Còn nếu như thực sự ở giai đoạn này mà các bạn vẫn cảm thấy mình đang rất là kém cỏi trong việc ôn môn văn ấy, thì các em hãy nhớ rằng là đây ạ, ngày mai 12 tháng 6, khóa học 10 ngày tổng ôn kiến thức chính thức khai giảng rồi. Và chị sẽ tổng ôn lại toàn bộ kiến thức bao gồm đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học cùng với các bạn. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho các bạn đấy, được không ạ? Và chị hy vọng là với cái phần chia sẻ về thông tin kiến thức ngày hôm nay thì các em cũng đã có thể ghi nhớ ở trong đầu mình thêm một cái lượng kiến thức nho nhỏ để phục vụ cho việc hoàn thành bài thi nhá. Đồng ý không? Cảm ơn các chiến binh rất nhiều, bởi vì trong giai đoạn đang phải nấu cơm, đang phải ăn cơm, đang phải tắm giặt như thế này mà các em vẫn lên xem phần phát trực tiếp cùng với chị thì các em xứng đáng luôn, xứng đáng có 9 điểm văn nhá. Tất cả các bạn ở đây đều xứng đáng có 9 điểm văn, chắc chắn là như thế luôn đấy nhá. Các em kiểu gì cũng sẽ xứng đáng có 9 điểm văn. Được không nào? Rồi, còn ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng mình sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong một phần phát trực tiếp gần nhất nhá. Phần phát trực tiếp gần nhất đương nhiên sẽ là ngày mai, buổi tối ngày mai khai giảng, chính thức khai giảng khóa học 10 ngày. Khô máu thôi các em nhá. Hẹn gặp lại các chiến binh. Tạm biệt các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye.